Thưa quý vị và các bạn, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2018 có tổng cộng là 14 chặng đua và ngày hôm nay thì các tay đua đã hoàn thành chặng đua thứ 12 của mình. Vâng, chặng đua thứ 12 là chặng đua ski diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột và ở chặng đua này thì chứng kiến những cuộc cạnh tranh rất quyết liệt cho danh hiệu áo xanh. Chặng 12 có chiều dài 51 km, các tay đua sẽ chinh phục 16 vòng đua xung quanh đại lộ Nguyễn Tất Thành tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trạng này, đội PGN Indonesia chủ động tấn công danh hiệu đồng đội, đang được nắm giữ bởi đội Global Cycling. Khoảng cách chỉ là 33 giây, 4 tay đua của đội PGN Indonesia đã cùng 12 tay đua khác chủ động bứt đi và tạo khoảng cách hơn 50 giây so với nhóm thứ hai. Đây cũng là chặng đua mà đội Korean Cycle phải bảo vệ danh hiệu áo xanh cho Imzajian với khoảng cách chỉ là 5 điểm với David Van Aert. Imzajian chủ động nằm phía sau để dưỡng sức và ở 1 km cuối cùng, tay đua này đã có cú nước rút ấn tượng để giành chiến thắng. Với thời gian 1 giờ 7 phút 32 giây, về thứ hai và thứ ba lần lượt là Nguyễn Thành Tâm của tập đoàn Lộc Trời và Lê Nguyệt Minh của Anh Văn Hội Việt Mỹ. Đây đã là chiến thắng chặng thứ ba của Imzajian tại giải năm nay và thành tích này giúp tay đua của đội Korean Cycle tiếp tục củng cố danh hiệu áo xanh. Tất nhiên tôi rất tự tin vào khả năng giành áo xanh chung cuộc. Tuy nhiên, tôi rất cần sự giúp sức của các đồng đội vì tôi không thể tự mình làm được điều đó. Hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục thuận lợi. Trạng này, đội đua Global Cycling cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng của David Van Aert và vị trí số 1 đồng đội. Ngày mai, các coureur sẽ tranh tài chặng 13, chặng áp chót dài 183 km từ Đắk Nông về Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người về nhất ở chặng 12, coureur người Hàn Quốc Imzajian tiếp tục duy trì vị thế với danh hiệu áo xanh. Danh hiệu áo chấm đỏ thuộc về Sakda Javier Perez. Áo trắng là Phúc-Nomo Setiawan, trong khi danh hiệu áo vàng dành cho coureur xuất sắc nhất vẫn đang được nắm giữ bởi David Van Aert. Ở trang tiếp theo diễn ra vào ngày mai, các coureur sẽ khởi hành trước quảng trường Hồ Đắc Min tại Đắk Nông và đích đến sẽ là thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Chặng đua này có chiều dài 183 km.